đang trên đường về Việt Nam. Theo thông tin mới nhất vừa cập nhật được, 39 thi thể đã trên đường về lại quê hương. Vậy là cuối cùng sau hơn một tháng kể từ khi thảm kịch xảy ra, các nạn nhân trong vụ việc bi thương tử vong trong thùng xe container cuối cùng cũng được hồi hương. Đây là điều tất cả mọi người cùng mong đợi sau 33 ngày dài dằng dẳng. Được biết, kinh phí hồi hương toàn bộ các thi thể do một mạnh thường quân tài trợ. Số tiền cho mỗi thi thể về Việt Nam vẫn là 66 triệu đồng. Vậy là tất cả gia đình nhân thân của nạn nhân sẽ không phải tốn thêm chi phí nào để đưa các con em mình tử nạn trong container ở Anh về nước. Tuy nhiên, bên cạnh việc có mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí đưa thi thể các nạn nhân về nước, thì vẫn còn có những khoản quyên góp đến từ nhiều hội đồng hương. Tổ chức từ thiện quyên góp có khoản quyên góp được 117.000 bảng, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng. Được biết, đại diện của hội từ thiện này sẽ gửi cho các gia đình nạn nhân để hỗ trợ chi trả các vấn đề phát sinh sau như phí mai táng, phí đưa các nạn nhân về lại quê nhà từ sân bay Nội Bài. Được biết, các nạn nhân tử vong trong vụ việc 39 người chết trong container ở Anh sẽ về Việt Nam theo hãng Vietnam Airlines. Dự kiến tối nay các thủ tục sẽ xong xuôi, thủ tục xuất cảnh thi hài bao gồm tất cả thủ tục pháp y và giấy tờ liên quan. Nếu thuận lợi, chuyến bay sẽ đáp cánh đến phi trường Nội Bài vào khoảng sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 11, các nạn nhân sẽ về đến Việt Nam. Có nhiều câu hỏi rằng, vì sao chính phủ Việt Nam không đưa thi thể về? Thực ra, chính phủ của Việt Nam, hay của Anh, hay của bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, đều không có chính sách, không có quy định, không có nhiệm vụ nào để mang thi thể một người chết ở nước ngoài hồi hương về nước cả. Cho nên chính phủ nước ta, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm tốt hết sức phần việc của mình để phối hợp giảm thiểu mức chi phí tối đa, để các gia đình có điều kiện đưa các nạn nhân về nước. Nếu như trước đây có thông tin là chính phủ Anh sẽ tài trợ 100% chi phí, nhưng sau khi xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng, thì chính phủ hai nước đã quyết định chỉ hỗ trợ 50% chi phí hồi hương các nạn nhân về nước. Dù là hồi hương bằng thi thể hay là bằng tro cốt theo nguyện vọng của gia đình, vẫn sẽ được hỗ trợ. Hiện nay có nhiều người gây quỹ để người thân nạn nhân đưa các con em mình về. Đây không hẳn là một tin vui, vì chẳng có ai vui nổi khi đồng bào mình tử nạn trong thùng xe container ở Anh Quốc, một miền đất xa xôi. Thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng được ấm áp phần nào. Vì dù sao đã 33 ngày trôi qua, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2019, xảy ra thảm kịch kinh hoàng trong thùng xe container tại Anh. 39 thi thể trong thùng xe container hoàn toàn là người Việt. Sau khi danh tính 39 người thiệt mạng trong thùng xe container được công bố, thì cùng với đó là những khoảng thời gian dự kiến để các thi thể về Việt Nam. Rất nhiều người đang mong chờ ngày 39 nạn nhân được trở về với quê hương. Cũng có thông tin cho rằng, trong số 39 thi thể xấu số được tìm thấy trong thùng xe container ở Anh, chỉ có 38 thi thể trở về nước. Nhiều người còn đang thắc mắc, còn một người vì sao phải ở lại Anh? Thực ra còn một nạn nhân không về lại Việt Nam do có bố mẹ đã đến nhận thi thể tại Anh. Ban đầu có nguồn tin rằng cậu bé này mồ côi vì không ai liên lạc để nhận. Sau khi con mất, bố mẹ của cậu bé này khá là đau lòng, nhưng cũng vì là người di cư bất hợp pháp. Người mẹ thì làm trông trẻ, người bố làm thợ xây. Đời sống cũng khá khó khăn bấp bênh, cho nên họ cũng rất đắn đo khi đến nhận thi thể của con, mặc dù rất đau lòng. Nhưng qua quá trình được người nhà động viên, họ đã đến nhận thi thể con trai mình. Tuy nhiên, họ muốn nhận tro cốt của con trai chứ không phải nhận thi hài. Vậy thì không biết rằng, ngày thứ Tư 28 tháng 11 sắp tới đây, các thi thể từ Anh về Việt Nam với số lượng là bao nhiêu? Nhưng các em về được tới quê cha đất tổ đã là một sự may mắn lớn bởi có sự giúp đỡ của rất nhiều người. Thông tin mới nhất vừa nhận được, tài xế xe container chở 39 người chết tại Anh cũng đã nhận tội. Tài xế người Anh trong vụ 39 người di cư Việt Nam được phát hiện chết trong thùng xe đông lạnh đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Maurice Robinson, 25 tuổi, xuất hiện trong video tại tòa án hình sự trung tâm London từ nhà tù Belmarsh, phía đông London, và đã nhận tội với 2 trong số 43 cáo buộc chống lại Anh. Theo AFP, Robinson đến từ Bắc Ireland, đối mặt 39 tội danh, bao gồm tội ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Sau khi xác nhận tên tuổi và quốc tịch của mình, Robinson đã nhận tội âm mưu người khác để thực hiện hành vi phạm tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Anh ta cũng thừa nhận chiếm đoạt tài sản hình sự, cụ thể là tiền mặt, mà anh ta biết hoặc nghi ngờ, cấu thành hoặc đại diện cho lợi ích của chính mình hoặc của người khác từ hành vi phạm tội. Thẩm phán Andrew Ardis đã ra lệnh không nêu tên các đồng phạm bị cáo buộc của Robinson. Tài xế xe tải chưa biện hộ về các cáo buộc khác và sẽ trình diện trước tòa một lần nữa vào ngày 13 tháng 12. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc 39 người chết trong container tại Anh. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.
37 Nghệ An. Đây là đoàn của Nghệ An.